Rồi xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình lên clip và giao lưu với anh em một cái cây mai bonsai. Cây này là dáng rất lạ nha anh em, dáng lạ, không đồng hàng. Không đồng hàng nha anh em. Cây hiện tại thì được một cái là nó kịp miền Bắc này anh em. Kịp bông tết, bông bông tết miền Bắc này. Cho anh em mình mua nha anh em. Dòng này là dòng dòng giáo rin nha anh em, dòng giáo rin hoa cực chất. Không phải cắt ghép nha anh em. Đột đỏ. Tết mà ra hoa vàng, nó hé nhị vàng rồi anh em. Đấy. Nó hé nhị vàng rồi đó anh em. Tết mà ra hoa vàng mà lọc đỏ như thế này là quá là may mắn nha anh em. Tài lộc trong nhà đầy đủ. Đó. Hiện tại cây đang nằm trong chậu miệng 30. Chiều cao chậu là 25 nha anh em. Chậu màu đỏ cũng rất là có lọc này anh em. Chậu này chậu men. Chậu men nhưng phải chậu nhựa nha anh em. Chậu men. Men kiểu cô anh em. Cây dáng rất là quái. Như một cái người võ sĩ đang đang múa quyền anh em, giang chân giang tay ra đây, như cái một một cái chân nó sỏi về trước này anh em, một cái chân sau là đứng tắn này, đúng đúng thế võ bình định luôn này anh em. Đấy, một chân trước là sỏi về trước thủ, một chân sau là đứng tắn anh em, thấy không? Đây là cái phần phần hông này, phần hông này, phần nghiêng người ra sau này, ngang đầu này, tay cầm thì múa như là đang múa giỏ vậy anh em. Anh em có nghệ thuật trừu tượng chút là mình nhìn cây sẽ ra thế nha anh em, ra hình. Cây dáng rất là quái. Rất là nghệ thuật. Hàng này hàng độc nha anh em, kiếm không có ra đâu. Qua cái cây mà nó múa lượn này, đường thân lách lượn này. Nó chạy. Đường thân chạy rất là nghiệt, ngắn lên rồi vút xuống. Vút xuống rồi lại đi lên, vươn mình trỗi dậy. Trổ những cái búp hoa ra rất đẹp đúng không anh em. Mình quay cho anh em xem tổng thể cây à. Chiều cao cây này là 65 nha anh em, tán ngang thì 90, tán tán hơi rộng anh em, tán mình đo từ phần bên này này qua bên này là 90 nha anh em. Chiều cao mình đo từ phần ngọn xuống phần phần gốc là 65. Hoa lúng phúng xanh như thế này nha anh em. Anh em thấy đẹp không? Cái này mà ra miền Bắc thôi chơi y y tết luôn anh em. Đường thân nó chạy rất là nhiều. Bộ đế này. Bộ đế tết anh em về tháo bớt cái sơ dừa ra. Kiếm một lớp sạn trắng mình đổ vô cho mình chơi nha anh em. Hay là mình phối rong rêu vào. Là bộ đế chạy từ bên này qua này luôn này. Rồi cây già lắm rồi anh em, cực kỳ già nha anh em, hàng hàng độc á, hàng độc quyền. Đây. Đây. Như cái phần 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 hông, phần mông của người giả sĩ này anh em, đây chân chân trước chọi ra, chân sau bên kia đứng tắn, múa lách léo rất đẹp. Không có cây thứ hai nha anh em, không có cây thứ hai, đặc biệt là một cây giáo rinh đọt đỏ hoa cực chất. Cây này anh em tết nó lên vàng búp xanh, anh em thấy thấy rất là đẳng cấp, bán nhà chơi là bán bàn chơi là được nha anh em, rất là khéo, mặt nào cũng đẹp hết. Rồi giờ mình sẽ báo báo giá coi nha anh em. Cái này là mình giao mình giao lưu anh em là giá là 4 triệu nha anh em. Giá 4 triệu. Anh em là hợp nhãn thì liên hệ số điện thoại của mình là 0987 096 755. 0987 096 755. Đọt đỏ. Hoa vàng lọc đỏ. Đặc biệt là dáng cây, kiếm dáng cây thứ hai là không có re nha anh em. Này này, này. Anh em mà chuyên về họ
Họ sĩ rồi ạ, thì nhìn cái cây không biết cái chữ gì nha anh em, mình không biết cái chữ gì hết. Anh em cứ rành thì cho mình cứ bình luận nha. Còn mình là mình nói về thớ 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 giả thôi nè. Đấy. Thớ giả nha nè. Mình nhìn cây là mình thấy giống người đang múa giả, múa quyền anh em. Đây, mặt nào cũng đẹp hết. Mặt trước cũng đẹp mà mặt sau này, mặt sau rồi. Đấy, anh em thích chơi chữ thì cho mặt sau. Rồi anh em nào hợp nhận cái cây mai bonsai này thì liên hệ mình, một cây duy nhất hàng độc nha anh em. Hàng độc không có cây thứ hai. Giá 4 triệu. Rồi, cảm ơn anh em.